Chào buổi sáng mọi người. Cách đây 128 ngày, bác sĩ Lý Văn Lượng đã chia sẻ mối nguy hiểm đối với coronavirus trên mạng với những đồng nghiệp của mình. Và ông đã bị chính quyền Trung Quốc buộc tội đưa những bình luận sai lệch làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội. Và ông là một trong những 8 người bị cảnh sát điều tra về tung tin đồn. Chính quyền Trung Quốc biết mối nguy hiểm của COVID-19. Họ có thể ngăn được cái chết của hơn 100.000 người trên toàn thế giới, nhưng họ đã không làm điều đó. Họ đã che đậy thông tin. Chính quyền không có sự minh bạch và rõ ràng. Đây là những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ hôm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2020. Its National Health Commission ordered virus samples destroyed on January 3rd. China disappeared brave Chinese citizens who raised alarms. It deployed its propaganda organs to denounce those who politely called for simple transparency.